Mình cắt đúng cái vị trí đó rồi xong mình đo bao nhiêu mét vuông mình tính tiền. À dạ thì em hiểu rõ rồi, 3 triệu 6 chốt, 3 triệu 6 giấy tờ bên kia lo. À, còn nếu 3 triệu 7 thì người chịu nữa. Rồi có 150 mét thổ cư thì bao nhiêu mình tính bao nhiêu đó, bao nhiêu mét vuông mình tính bao nhiêu tính thì cái giá 3 triệu mấy, cái giá này cũng tạm ổn, ok. Để có gì rồi có gì ai cũng cần á. Một á, là sau này em sẽ giới thiệu người khác thẳng trực tiếp tới đây để nói chuyện với anh đó. Hai là em dẫn lại đây. Vậy có gì em cố gắng em bán mau lẹ giúp anh nha. Dạ rồi, xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại quốc lộ 50 thuộc địa phận của ấp Bình Tây, xã Thanh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ở đây em có một cái miếng đất chủ rất là cần tiền nha anh chị. Chủ này thì đang bị bệnh rất là nặng, đang bị ba bốn chứng bệnh lận, bị suy thận tiểu đường rồi thoái khớp rồi rất là nặng nha anh chị, nên người ta rất là cần tiền muốn bán. Thì cái mảnh đất này á, người ta bán rẻ gấp đôi luôn nha anh chị. Ở mặt tiền đường này á, hầu như là người ta bán từ 6 7 triệu, 7 8 triệu trở lên một mét vuông, nhưng mà ở đây hiện tại là người ta bán có 3 triệu mấy một mét vuông thôi. Người ta rất là cần tiền muốn bán. Anh chị nào muốn mua, có nhà ý mua thì xuống tận đây hay liên hệ ngay số điện thoại của em cũng được. Ở đây thì tất cả các tiện ích có đầy đủ nha. Sát bên rồi trường học, rồi trường tiểu học có luôn. Đối diện đó anh chị. Trường tiểu học ở đây nè, cái miếng đất á thì nó sát nhà nhà nghỉ bên đây nè đó. Thì cái miếng đất của mình á là nó nằm trong căn nhà này luôn nha anh chị. Chủ cắt ra bán cho mình từ cái điểm bên đây nè, từ cái điểm hàng rào bên đây nè, người ta cắt ra gần hết căn nhà luôn, cắt ra tới cái cổng bên đây nè, người ta bán là coi như bán văng luôn căn nhà luôn đó anh chị. Bề ngang 14 m, bề sâu vô 55 m, đẹp luôn, nở hậu ra 19 mét luôn nha anh chị. Ở phía trước thì 14 mét, phía sau nở hậu 19 mét, đất rất là rộng. Đi vô đây em. Thì đếm từ cái bên đây, cái cọc bên kia đó anh chị, cái hàng rào bên kia đó, nếu mà cắt là 14 mét thì tới cái điểm này nè, tới cái điểm này thì còn từ bên đây chừa lại thẳng ra tới phía sau luôn nha. Coi như là căn nhà này là bán thì chủ sẽ đập căn nhà này bỏ đó, chủ sẽ đập căn nhà này bỏ. Đi vô phía sau. Giờ mình xin phép mình vô mình quay. Chú ơi, con xin phép con vô con quay nha. Có đường đi không? Dạ, đi em đi. Thôi bỏ dép đi, phía sau đi, mình đi ra phía sau mình quay cho, là coi như mình bán xong là căn nhà này là anh đập bỏ hay là đập bỏ hả? Đập bỏ. Còn nếu mà người ta muốn để lại thì sao? Để lại mình để lại hay sao? Tại vì nó bị cắt ngang vậy sao để lại? Cắt ngang tới nửa nhà mình đó hả? Khoảng nửa nhà. À, cắt ngang nửa nhà thì khó để lại ha. À. Dạ thôi bây giờ mình đi xuống đây mình tham quan khúc dưới đây. Nhà cửa thì rất là mới, tại vì đó phía sau thì cũng cắt lại để một chừa một bên nè, giống như anh chị. Tại vì cũng biết sao ảnh cắt anh để lại một bên không, tại vì phía sau còn hai cái mộ của gia đình đó, nên người ta muốn cắt ngang. Cắt ngang ta để cái phần mộ lại, anh chị không? Có hai cái mộ chỗ này nè. Đó. Người ta muốn cắt ngang chỗ này, người ta bán bề ngang á. Bề ngang ở trên 14, ở dưới nở hậu ra 19 mét. Cắt ngang thì người ta sẽ, anh chị muốn xây hàng rào cũng được hay là muốn làm gì cũng được. Đất này phía sau nè. Đó. Bên hông. Ngoài sau thì mình có cái đìa. Có đìa ha. Rộng rãi, rất là rộng rãi. Bên hông anh chị có thể làm một mảnh vườn. Mảnh vườn bên đây anh chị có thể cắt ra được 3-4 lô cũng được nữa. Về ngang 14 nở hậu 19, rất là đẹp luôn. Đó. Đi. Thì
Hiện tại đất này mình có thổ cư ha, đất cây hiện trạng là cây lâu năm thổ cư hay là có thổ cư lâu năm. Bao nhiêu mét thổ cư? Nếu mình bán bằng trên là mình cắt là 150 mét thổ cư. Là bán cho người ta còn 100 lành 150 mét thổ cư còn bao nhiêu là cây lâu năm? Dạ. Thì cái giá của anh bán là bao nhiêu tiền mét vuông? Anh bán là anh tức là thông thương lượng là 3 triệu 7 một mét vuông. Là giấy tờ gửi nữa. Còn nếu mà bên người mua mà 3 triệu 6 thì người mua sẽ chịu giấy tờ hết. Có nghĩa là 3 triệu 6 thì người mua sẽ chịu giấy tờ, chịu phí cắt ra luôn. Còn nếu mà 3 triệu 7 á là bên bên mình người chịu nữa. Thì cái phí cắt này cũng không bao nhiêu tiền cả. Thì rồi được thì em cũng nghe nói anh đang bị bệnh hả? Bệnh nhiều lắm hả? Bệnh đổ hết tùm lum mà. Mà không phải là tại em bệnh sinh nấy mà tại vì em định chuyển cái nhà về bên nhà vợ á. Nhà vợ em mua đất ở bển lâu rồi thì anh chuyển về đằng cho con anh muốn học he đi gần hơn. Vậy đó hả? Dạ. Đi dạy gần hơn. Dạ dạ. Anh công tác cũng gần hơn chứ không phải anh bệnh mà anh bán đất. Dạ dạ. Anh bệnh 4-5 năm rồi. Vậy hả? Dạ dạ rồi để em ra ngoài trước. Nhà cửa còn tốt quá, đập ổn. Dạ, mình ấy mình chừa lại vậy. Dạ. 14 mét thì nó tầm tới cỡ bên đây hả ta? Tới cỡ cả mấy em. Tới mấy đường à? Dạ mấy tường hả? Tới mấy tường chỗ này. Tại thẳng đâu sao cắt đứt cái phần mộ luôn, cắt đứt phần mộ. Ngay chỗ mấy tường mộ có cái góc. Tức là anh sao nở ra đó. Dạ dạ em thấy rồi, em thấy rồi. Dạ. Thì ở đây thì cũng anh chủ anh nói rõ ràng rồi. Thì anh chốt với giá là 3 triệu 6 một mét vuông. Đó, thì mình cắt đúng cái vị trí đó rồi xong mình đo bao nhiêu mét vuông mình tính tiền. Dạ. Thì em hiểu rõ rồi. 3 triệu 6 chốt, 3 triệu 6 giấy tờ bên kia lo. Còn nếu 3 triệu 7 thì người chịu nữa. Rồi, có 150 mét thổ cư, tính bao nhiêu mình tính bao nhiêu. Đó, bao nhiêu mét vuông mình tính bao nhiêu. Tính thì cái giá 3 triệu mấy, cái giá này cũng tạm ổn, ok. Để có gì, rồi có gì ai cũng cần á. Một là sau này em sẽ giới thiệu người khác thẳng trực tiếp tới đây để nói chuyện với anh. Đó, hai là em dẫn lại đây. Vậy có gì em cố gắng em bán mau lẹ giúp anh nha. Dạ. Rồi thì đất này thì cách chợ gạo anh chị chạy lên cỡ vài cây số là tới rồi. Anh chị chạy về thị xã Gò Công cỡ mười mấy cây. Mỹ Tho anh chị chạy xuống đây rất là gần nha. Chạy cỡ từng 15-20 phút là tới đây ha anh Bình. 20 phút ha. Đó. Thành phố Hồ Chí Minh anh chị chạy đây cỡ 65-70 cây là tới rồi. Thì anh chị nào muốn cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em trên màn hình. Hoặc là em sẽ gửi cái định vị anh chị trực tiếp chạy tới đây để thương lượng nói chuyện với chủ nha. Rồi, tới đây em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.